Đông trùng hạ thảo 3-in-1 của công ty Golden Health được sản xuất tại Úc là sự kết hợp giữa đông trùng hạ thảo với nấm linh chi và nhân sâm, mang lại nhiều công dụng tuyệt vời cho hệ miễn dịch, cho sức khỏe tim mạch, cho hệ thần kinh, cũng như cải thiện chức năng sinh lý và gia tăng tuổi thọ. Một sản phẩm không thể thiếu cho các cụ ông, cụ bà, cũng như những người bị suy nhược cơ thể, có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc số điện thoại 0452 067 535 hoặc email đến vftv2022@gmail.com. Trung tâm giữ trẻ Tribe Child Care chuyên giữ trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi. Sau gần 20 năm hoạt động, Tribe Child Care đã có 3 cơ sở tại Kalibel, Fairfield và Capramatta với hơn hàng chục ngàn học sinh theo học, là nơi mà hầu hết phụ huynh đều tin tưởng để gửi con em đến trường. Ngoài ra tại Tribe Child Care còn có một đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và vô cùng kiên nhẫn trong việc chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho tất cả học sinh của trường. Tribe Child Care tự hào là trung tâm giữ trẻ đẳng cấp và toàn diện trong cộng đồng người Việt tại Sydney. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc giám đốc điều hành anh Dinh Trang qua số điện thoại 0422 400 888. Linh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, đại dịch COVID-19 ở Úc Châu đã giảm hại nhiều. Tuy nhiên, dữ liệu công bố vào cuối tuần qua cho thấy ở hai tiểu bang đông dân nhất là New South Wales và Victoria thì nhân số nhiễm mới lại gia tăng, trong khi số người tử vong vẫn hãy còn cao. Trong lĩnh vực xây dựng, có rất nhiều công ty lớn đã bị phá sản thời gian qua và dự báo tình trạng phá sản này sẽ còn kéo dài bởi các nguyên nhân chính chưa được giải quyết. Về cuộc bầu cử ở New South Wales sắp tới, Thủ hiến Perrottet đã công bố chính sách bầu cử với cam kết lập một quỹ tương lai để giúp trẻ em có được ngân khoản cho học vấn. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa hôm nay, thứ Hai ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Việt Face TV. Đại dịch COVID-19, tình hình tại Úc trong tuần qua. Theo dữ kiện được phổ biến vào chiều thứ Sáu tuần qua, thì tại New South Wales đã có 7.871 ca nhiễm mới, tức là gia tăng từ 7.163 của tuần trước, 36 người tử vong, 808 người nằm bệnh viện, kể cả 18 người tại ICU. Trong cùng thời điểm, Victoria có 3.319 ca nhiễm mới, tăng từ 3.016 của tuần trước, 33 người tử vong, 49 người nằm bệnh viện, kể cả 1 người tại ICU. Queensland có 3.335 ca nhiễm mới, tức là giảm từ 4.028 của tuần trước, 12 người tử vong, 257 người nằm bệnh viện, kể cả 8 người tại ICU. Nam Úc có 1.712 ca nhiễm mới, tức là gia tăng chút ít từ 1.700 của tuần trước, 43 người tử vong, 47 người nằm bệnh viện, kể cả 4 người tại ICU. Tây Úc có 2.546 ca nhiễm mới, tức là gia tăng từ 2.390 của tuần trước, 4 người tử vong, 60 người nằm bệnh viện nhưng không có ai tại ICU. Tasmania có 609 ca nhiễm mới, giảm chút ít từ 622 của tuần lễ trước, 3 người tử vong, 15 người nằm bệnh viện, kể cả 1 người tại ICU. Lãnh thổ thủ đô ACT có 395 ca nhiễm mới, tức là giảm gần 100 ca so với tuần lễ trước, không có người tử vong, 6 người nằm bệnh viện. Và sau cùng tại lãnh thổ Bắc Úc có 87 ca nhiễm mới so với 90 ca của tuần lễ trước, 1 người tử vong và 1 người nằm bệnh viện. Tin quan trọng trong tuần lễ qua là một số chuyên gia tin rằng làn sóng dịch bệnh COVID-19 mới đã bắt đầu tại New South Wales, trên cơ sở ca dương tính gia tăng và nhân số vào bệnh viện cũng gia tăng. Tuy nhiên, một cách cẩn thận thì giáo sư Alexandra Martiniuk thì nói rằng chúng ta phải chờ thêm một tuần nữa để xem chiều hướng này có xác nhận hay không. Đại dịch COVID-19, sau 3 năm, vi khuẩn hãy còn đó và chúng ta cần phải làm gì? Đây là bài phân tích của giáo sư Michael Tu và ông Brandon Grab, giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Burnet Institute. Theo hai tác giả, thì trên toàn thế giới sau 3 năm đại dịch đã có 681 triệu người dương tính và trên 6 triệu 800 ngàn người tử vong. Từ 11 tháng 3 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã loan báo đại dịch COVID-19
và 3 năm sau chúng ta vẫn hãy còn đại dịch COVID-19, tức là virus COVID-19 vẫn hãy còn tiếp tục ở với chúng ta. Đại dịch COVID-19 đã đến với chúng ta một cách vô cùng khốc liệt, và sau khi đã sinh sôi nảy nở, thì phát triển lan rộng và biến thể với những biến chủng mới. Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 có thể nhìn thấy trong vấn đề giảm hạ tuổi thọ, và trong năm 2020-2021, tuổi thọ đã bị giảm sau khi đã được gia tăng trong vòng 70 năm qua. Tại Úc trong năm 2022, nhân số tử vong đã cao hơn 20.000 người so với mức trung bình trong nhiều năm qua trước thời kỳ đại dịch. Tuy nhiên, những ca tử vong không phải hoàn toàn bởi trực tiếp, mà còn bị ảnh hưởng một cách gián tiếp bởi đại dịch khi các hệ thống y tế bị quá tải, nên tình trạng hư thai cũng như tình trạng bị tâm thần đều đã gia tăng. Chúng ta không thể biết lúc nào hoặc có thể COVID-19 chấm dứt hay không. Tại Úc, kể từ tháng 1 năm 2023 cho đến nay, đã có trên 235.000 người bị dương tính, tức là bằng cả số người của năm 2020 và năm 2021 cộng lại. Cũng trong khoảng thời gian này, đã có 2.351 ca tử vong, tức là 2 lần nhiều hơn so với năm 2020. Như vậy thì nước Úc làm gì? Thứ nhất là chính giới phải trung thực với cư dân, tức là nhìn nhận đại dịch vẫn hãy còn tiếp tục. Thứ nhì là chúng ta phải tìm cách né tránh không bị dương tính. Kìm hãm virus là điều quan trọng, nhưng chúng ta phải tìm cách né tránh không bị dương tính để không tạo áp lực nặng cho hệ thống y tế và có thể tránh được tình trạng COVID-19 kéo dài, tức là long COVID. Thứ ba là chúng ta phải chú tâm nhiều về khoa học và sẵn sàng chấp nhận những kiến thức mới và những sản phẩm mới được sản xuất nhanh chóng. Về lĩnh vực này, thì thuốc viên chẳng hạn như Paxlovid có thể đóng vai trò quan trọng để giảm bớt tình trạng dịch bệnh kinh niên. Hiện nay cũng đang có nhiều các loại vaccine đang được thử nghiệm và có thể bao gồm thuốc xịt vào mũi thay vì chích vào thịt của chúng ta. Chúng ta đang bước vào năm thứ tư của đại dịch và COVID-19 sẽ không tự tiêu diệt. Kết luận của hai tác giả là chúng ta có thể chấm dứt đại dịch nếu có sự lựa chọn và chúng ta biết được là chúng ta phải làm gì, nhưng có lẽ chúng ta không làm điều ấy. Đại dịch COVID-19, Hạ viện Mỹ yêu cầu giải mật phúc trình tình báo về nguồn gốc virus. Trong vài tuần qua, nhiều nguồn tin đã được báo chí chính mạch Mỹ đăng tải, phần lớn là rò rỉ từ các nguồn tin tình báo, đặc biệt là các cơ quan điều tra liên bang FBI. Bởi vậy, Hạ viện Mỹ là nơi mà Đảng Cộng Hòa có đa số đã biểu quyết toàn thể để giải mật các tin tức tình báo về nguồn gốc của COVID-19. Dự luật này nay đã được gửi sang Tòa Bạch Ốc để Tổng thống Joe Biden ký tên chấp nhận, hoặc nếu không thì phải bác bỏ. Theo Bộ Năng lượng Mỹ, thì cũng có tin rò rỉ cho rằng virus đã phát xuất từ một phòng thí nghiệm và gây ra tình trạng đại dịch. Trong khi đó, thì cũng có 4 cơ quan tình báo của Mỹ lại lập luận rằng virus COVID-19 là do virus từ thú vật chuyển sang con người một cách tự nhiên. Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu 419 thuận, 0 chống để yêu cầu Tổng thống Joe Biden giải mật các phúc trình tình báo và phổ biến các phúc trình này. Dự luật này cũng đã được Thượng viện đồng thanh chấp nhận vào ngày 1 tháng 3 và do đó dự luật này nay nằm trong tay Tổng thống Joe Biden. Bắc Kinh đã phủ nhận tất cả mọi tin đồn là virus COVID-19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm vi trùng học tại Vũ Hán. Sinh hoạt kinh tế. Công ty xây dựng tiếp tục phá sản vì chi phí và lãi suất cao. Trong nhiều tháng qua và cũng có thể là cả năm nay, có rất nhiều công ty xây dựng đã bị phá sản. Nhưng điều quan trọng là theo các giới chuyên gia thì tình trạng phá sản này sẽ tiếp tục bởi hai lý do. Thứ nhất là giá cả nguyên liệu tăng cao vì nguồn cung ứng bị gián đoạn. Và thứ nhì là lãi suất tiền mặt tại Úc cũng đã gia tăng liên tục trong 10 tháng và từ 0.1% hồi tháng 4 năm 2022 này đã lên 3.6% vào ngày 7 tháng 3 vừa qua. Tổng giám đốc của tổ chức chủ nhân trong ngành xây dựng nói rằng đây là một tình trạng cực kỳ khó khăn và mọi người nhìn nhận rằng khó khăn hiện nay còn cực kỳ khó khăn so với năm 2008-2010 khi thế giới có cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Công ty PPS Building tại Canberra là công ty sau cùng đã bị phá sản. Trong khi đó thì tại Gold Coast, tiểu bang Queensland, là nơi từng có việc xây dựng nở rộ, nay cũng bị ảnh hưởng tiêu cực. Tổ chức đại diện cho giới chủ nhân trong ngành xây dựng cũng dự phóng rằng sẽ có thêm nhiều công ty bị thua lỗ trong suốt tháng 4 và tháng 5 năm nay, khi họ bắt đầu phải phúc trình tình trạng lợi tức với Tổng nhà thuế vụ ATO,
Kinh tế trưởng của công ty tài chính AMP, ông Shane Oliver nói rằng, các giới chủ nhân ngành xây dựng cũng cảm thấy bị áp lực tương tự như những hộ gia đình, và nhiều công ty đã không thể tồn tại trước áp lực này. Tiến sĩ Oliver cũng nói rằng, có lẽ chúng ta sẽ còn nhìn thấy thêm nhiều công ty bị vỡ nợ, bởi lý do là các công ty bị áp lực từ hai phía. Một là lãi suất gia tăng và hai là giá cả cũng tiếp tục gia tăng. Các giới chuyên gia trong ngành xây dựng kêu gọi các cơ quan thẩm quyền có phần tạo điều kiện để ngành xây dựng và các hoạt động kinh tế khác có thể hạ cánh an toàn, soft landing. Ủy ban Quốc hội đề nghị thử nghiệm tuần lễ làm việc 4 ngày. Nước Úc có vẻ như đang trên đường giảm bớt ngày làm việc, và theo đề nghị của một ủy ban Quốc hội, thì phương án làm việc một tuần 4 ngày nên cần được thử nghiệm. Đại dịch COVID-19 đã tạo ra bối cảnh thay đổi thói quen làm việc, đặc biệt nhất là làm việc tại nhà. Trong thời gian phong tỏa vì đại dịch, thì làm việc tại nhà là một điều bắt buộc. Thế nhưng nay thì thời gian phong tỏa đã qua, nhưng nhiều người và nhiều cơ sở vẫn tiếp tục làm việc tại nhà, hay ít nhất là pha trộn giữa những người làm việc tại nhà và những người làm việc tại sở. Trong khi đó thì một ủy ban về việc làm đã kêu gọi chính phủ liên bang ủng hộ một phương án thử nghiệm xuyên suốt qua các lĩnh vực kinh tế cũng như địa điểm. Và có lẽ là kế hoạch này cần có sự hợp tác của một viện đại học để việc đo lường kết quả có thể được thực hiện một cách dễ dàng hơn. Đề nghị cũng bao gồm cả việc số giờ tiêu chuẩn phải làm. Phương thức làm việc 4 ngày một tuần thực sự cũng đã được bắt đầu thử nghiệm tại nước ngoài, chẳng hạn như tại băng đảo Iceland, Vương quốc Bỉ và Vương quốc Anh. Chủ tịch của Ủy ban, nghị sĩ Đảng Xanh Barbara Pocock nói rằng, có một vài bằng chứng cho thấy là giới chủ nhân tin rằng, nếu để công nhân kiểm soát giờ làm việc của họ, thì năng suất có thể gia tăng. Một vài chủ nhân còn nói rằng, phương án làm việc 4 ngày một tuần sẽ dung hòa được công ăn việc làm và đời sống gia đình, tạo lòng tin giữa chủ nhân và công nhân và có thể đem lại lợi ích cho môi trường cũng như đời sống đắt đỏ. Tại một vài nước, sau khi đã thử nghiệm phương án làm việc 4 ngày một tuần, thì hầu như 90% các công ty đã quyết định giữ nguyên phương án này sau thời gian thử nghiệm. Bầu cử tại New South Wales, Liên đảng Tự do Quốc gia công bố chính sách thiết lập quỹ tương lai cho trẻ em toàn tiểu bang. Hôm qua Chủ nhật, Thủ hiến Perrottet đã công bố chính sách bầu cử của Liên đảng Tự do Quốc gia, và một sáng kiến quan trọng của Thủ hiến Perrottet là nếu Liên đảng tái đắc cử, thì chính phủ liên đảng sẽ thiết lập một quỹ tương lai để giúp trẻ em tại New South Wales có cơ hội dành dụm được ngân khoản cho học vấn từ tuổi mầm non cho đến 18 tuổi. Thủ hiến Perrottet cũng cam kết dự chi 1 tỷ 200 triệu đô la để tài trợ cho hệ thống trường công. Nhắc lại là Liên đảng Tự do Quốc gia cần duy trì được 47 ghế để có thể trở lại thế chính quyền. Và hiện nay bước chân vào cuộc bầu cử thì liên đảng chỉ có 46 ghế. Thủ hiến Perrottet mô tả sáng kiến của liên đảng như là một chương trình đầu tư an toàn về phương diện tài chính rất đáng kể trong lịch sử tiểu bang New South Wales. Lễ phát động chiến dịch bầu cử này đã được tổ chức tại câu lạc bộ công giáo Liverpool thuộc vùng Preston, thuộc vùng Tây Sydney. Cựu thủ tướng John Howard và cựu ngoại trưởng Mary Spann đã có mặt tham dự. Tuy nhiên, lãnh tụ đối lập Peter Dutton và cựu thủ hiến Gladys Berejiklian thì tự ý vắng mặt. Năm nay, nếu chính phủ liên đảng tái đắc cử, thì chính phủ New South Wales sẽ gửi 400 đô la vào chương mục tài khoản của trẻ em 10 tuổi hoặc trẻ hơn, và sẽ tiếp tục đóng góp mỗi năm 400 đô la, tương đồng với số tiền tiết kiệm mà cha mẹ hoặc người bảo hộ đã đóng vào chương mục này cho tới khi đứa trẻ được 18 tuổi. Điều này có nghĩa là nếu cha mẹ và người bảo hộ đóng tiền tiết kiệm vào chương mục của đứa trẻ, thì chính phủ cũng sẽ đóng một số tiền tương đương, theo thể thức mà tiếng Anh gọi là matching. Thủ hiến Perrottet nói rằng chính sách mới này là đầu tư để bảo đảm tương lai cho giới trẻ tại New South Wales. Nói chung thì Thủ hiến Perrottet nói rằng chính phủ liên đảng tự do quốc gia sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiểu bang phát triển về tương lai. Mặc dù chính phủ đã bước chân vào cuộc thi đua với tư cách là một người thất thế, underdog. Trong khi đó thì Bộ trưởng Ngân khố Martin nói rằng chúng ta quả thật đáng lo ngại về tương lai, là tại vì lãnh tụ đối lập Chris Minns có thể lãnh đạo một chính phủ lao động hoàn toàn tùy thuộc vào phong trào nghiệp đoàn và các lợi ích nhóm. Bầu cử tại New South Wales, lao động không có kế hoạch kinh tế, theo Thủ hiến Liên đảng Perrottet. Hôm qua, khi phát động chiến dịch bầu cử tại câu lạc bộ công giáo Liverpool thuộc vùng Tây Sydney, Thủ hiến Perrottet nói rằng đảng lao động không có kế hoạch gì để đối phó với giá cả sinh hoạt đắt đỏ. Cũng theo Thủ hiến Perrottet, đảng lao động không có kỷ luật trong việc điều hành kinh tế
và do đó tiểu bang sẽ đối phó với nhiều tình trạng khó khăn. Ông Perrottet xác quyết rằng nếu đảng lao động thắng cử, thì đời sống đắt đỏ hiện nay sẽ trở nên khó khăn hơn cho cư dân toàn tiểu bang. Liên đảng lập luận rằng đảng lao động không có kế hoạch để đối phó với đời sống đắt đỏ, tạo ra mối lo là tiểu bang New South Wales có thể bị suy thoái kinh tế và lãi suất cao. Thủ hiến Perrottet cũng nói rằng chính phủ liên đảng đã có khả năng quản trị trách nhiệm về mặt kinh tế và tài chính trải qua thời gian mà tiểu bang New South Wales bị vấn nạn cháy rừng, lũ lụt và COVID-19. Vào dịp phát động chiến dịch tranh cử này, Thủ hiến Perrottet cũng cam kết 1 tỷ 200 triệu đô la để xây dựng và cải thiện các cơ sở trường công xuyên suốt khắp tiểu bang. Ngoài ra, Thủ hiến Perrottet cũng cam kết sẽ xây dựng thêm một trường tuyển tại vùng Tây Bắc Sydney, tại khu vực Box Hill. Ngoài ra, sáng kiến quan trọng khác là thiết lập một quỹ tương lai để tất cả trẻ em tại tiểu bang từ lớp mầm non đến 18 tuổi đều có đủ phương tiện tài chính trong vấn đề học vấn. Trong quỹ tương lai này, mỗi khi cha mẹ đầu tư vào 400 đô la, thì chính phủ New South Wales cũng sẽ tương ứng ký thác vào chương mục 400 đô la, theo một tiến trình gọi là matching. Theo tính toán của chính phủ liên đảng, thì quỹ tương lai này có thể dành dụm được 28.000 đô la cho trẻ em khi chúng được 18 tuổi. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào 3 giờ chiều nay.